Chào các bạn đi tử vi. Cái lá số kế tiếp của tối nay là một lá số của một cô bạn nữ. Cô này cho cái ngày là ngày 18 tháng 2 năm 1984, đó là dương lịch, âm lịch là ngày 17 tháng 1 năm Giáp Tý, lấy cái giờ là giờ Sửu là khoảng 2 giờ 30. Thì câu hỏi của cô này là em đang mở công ty kinh doanh riêng về snack như là hạt điều, sô cô la và trái cây sấy, nhưng công việc gặp nhiều khó khăn trở ngại nên chưa phát triển như mong muốn. Nhờ chị luận tử vi và xem giúp cho em là em chọn kinh doanh hay những cái ngành đó có hợp với lá số tử vi của em không ạ? Và cái câu hỏi kế tiếp là qua năm 2020, nghĩa là năm nay nè, em muốn chuyển qua kinh doanh notebook, là giống như tập vở, bưu thiếp để xuất qua Mỹ vì em có khả năng thiết kế và in ấn rất đẹp. Chị xem giúp em có chuyển ngành như thế có hợp lý hay không? Này, mời bạn Phi nhé. Trước khi đi vô nghiệp lý toàn bộ về đường kinh doanh á, thì mình có ý kiến, cái góp ý này với các bạn nghiên cứu tử vi á, thì các bạn để ý là trong cái lá số tử vi á, mà cái người mà đã đắc cái bộ sát phá liên tham á, như người nữ này nè, thì có khuynh hướng á, sẽ là thích làm chủ là một, thích kinh doanh là hai. Mà tại sao vậy? Tại vì cái bộ sát phá liên tham á, là nó có anh dưới, nó kết hợp với bộ tử vũ liêm với lại bộ sát phá tham, thì khi hai cái này đi vô á, nó kết hợp với nhau á, thì luôn luôn nó đóng ở cái cơ vị trí là các cung về âm. Thì cho các cung dương á, thì có bộ là tự nhật cơ nguyệt đồng lương với lại bộ tướng phủ, thì cái về cái thế nhân hòa hà đó, cái người này ăn sáu cái sao mạnh này này, là luôn luôn đi qua tất cả đại vận đều thắng hết. Để họ thắng được cái thế đó nên có xu hướng, cái xu thế của người này sẽ là làm chủ, làm cái gì mà thiên hạ phải làm cho mình đó. Đến cái lá số tử vi khi các bạn nghiệm lý, các bạn sẽ thấy luôn luôn ở vị trí dương á, ta sẽ có những một cái bộ rất là đẹp, giống như tự phụ vũ tướng rồi sát phá tham rồi cự nhật hoặc là cương nguyệt đồng lương. Nhưng mà riêng cái bộ sát phá liêm tham á, mà nó tụ về, nó chỉ tụ ở vị trí âm, mà trong lá số chị này là đặc trưng cái đó, là cái người mà khuynh hướng thứ nhất là làm chủ, thứ hai là kinh doanh buôn bán làm lớn chứ không thích làm nhỏ, bởi vì mình luôn luôn là cái thế thắng. Mà cái này là trong cái tử vi, ít người giải thích cho chúng ta biết vấn đề này. Còn đi riêng về người nữ này á, thì người này mệnh kim, mệnh kim mà trong cung mệnh á là có sao liêm sát, thì cái sao thất sát nó ảnh hưởng lớn đến mình, mà trong này có ăn thêm con đà la nữa, nên cái người này có khuynh hướng làm dế phát mạnh, đường đời hai sao kết hợp với nhau nó dế phát cho người này rất là mạnh. Thì cái người này đang ở cái đại hạn mà về cái đại hạn ngộ tuần về cung tử tức. Ở đại hạn này á, cái người thông thường, những người mà mệnh kim á, họ gặp cái tuần á, họ hay phát lên, họ phát. Những cái người mà nổi tiếng cái gì đó hay cái hay được cái thế này, thì người này cũng đang rơi vô cái trong 20 năm kim qua qua các ô tuần, mà người này dương nữ mà cung tuất là cung dương, nên người này phát hơn, phát nhiều. Nên thầy nói là đây là cái đại hạn, mà cũng nói với bạn nữ là nhìn nó tuần thôi, nhưng mà nó cũng là một đại hạn rất là thành công với cô ta đó. Thêm nữa là trong cái sao tử vi này nè, cái lá số này á, thì anh thấy cái lá số của cô bé này rất là đẹp. Đẹp ở cái điểm này nè, là cô ta ăn được xương khúc, tam hóa, phôi việt. Đó là tất cả các bộ mà các tinh á, hỗ trợ nó tụ về hết rồi. Rất là đẹp, mà trong cái đại hạn lại gặp là tại hiếu nữa. Có nghĩa là toàn bộ các tinh của đời người là người này đang ăn trọn trong một cái đại hạn. Rất là tốt. Cái đại hạn này lên làm gia, có người đưa cho mình ý tưởng, có người giúp cho mình về về kinh doanh cái này, kinh doanh cái kia, rất là hay. Thêm nữa thì tiếc một điều á, là trong cái mệnh người này á, dính thiên không. Người có thiên không á, thì có xu hướng là làm những cái mảng mà người khác không làm tới, hay đi đầu. Nên người này có sự sáng tạo rất là cao. Nhưng mà trên đường đời bạn nữ này mà va vấp một vài lần mà kiểu như là lên bờ xuống ruộng, nó trắng tay á, thì tốt. Nhưng mà nếu chưa thì trong tương lai phải cẩn thận, sẽ có thể là một vài lần á, do mình quá tham hay gì đó mà ta sẽ cho mình lên bờ xuống ruộng. Cái này là luôn luôn với người thiên không bị vậy, nhưng mà cái đó kích phá cho người ta rất là tốt, để người ta thành công hơn trong những lần kế tiếp. Bạn Rosie có ý gì cho cô bé này không? Thì cái đầu tiên đó là cô này là trong cái tam hợp mệnh đó, là ăn được tam hóa,
Mệnh mình thì đứng thế gọi là thiên không mà ăn luôn con sao thiên tài à, thì cái này là phải từ bản thân của mình, từ cái tâm của em, từ cái lời nói, từ cái suy nghĩ, ngay cả những cái vấn đề mà về vấn đề tín ngưỡng á, là em không có được dẫn chơi. Tại vì mà thiên không mà đi chung với thiên tài mà nằm ngay cung mệnh là dễ bị phạt lắm. Cho nên cái người này phải cẩn thận về vấn đề đó. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là em hỏi về cái đại vận này. Khi mà dùng từ đại vận có nghĩa là bạn Phi với chị đang nói vấn đề gọi là 10 năm, có nghĩa là em đang trong cái ô từ 32 cho đến 42, là nằm ở cung cự môn mà có tả hữu, có phượng các giải thần, có quốc ứng địa không, có quả tú điếu khách tướng quân. Thì đây là cái đại vận nó tạo tiếng vang cho em. Còn thành công trên tiền bạc hay không thì nó vẫn còn một cái ngưỡng hạn chế, là bởi vì mặc dù ăn được lộc tồn nhưng mà vẫn có không kiếp chiếu về, cho nên là tiền vào và tiền ra nó cũng gần giống như là song song với nhau, nhưng mà mình vẫn tạo được cái danh tiếng cho mình bởi vì mình có quốc ứng. À, mình ăn được phượng các giải thần, mình được đi xa, mình được gọi là có người hợp tác tốt. Khi mà hữu bực nằm cung tử tức nha các bạn, là những người này có khiếu làm kinh doanh và sẽ có người trợ giúp cho mình, hỗ trợ mình làm được. À, chứ không phải chỉ riêng hữu bực nằm cung tử tức là chúng ta có con đa dòng mấy gì đâu, không phải cái đó. Nó cũng là cái người người mà phụ tá cho mình, cái người giúp việc chung với mình, là những người mình có khả năng kiếm được cái nhóm người đó. Cái kế nữa là cho dù cái đại vận của em thật tốt, có nhiều tiếng vang, nhưng mà gặp không kiếp á, thì em không giữ được hết cái tiền của em đó. Cho nên em mới hỏi là tại sao em vẫn chưa đạt được theo cái ý mong muốn của em. Vì lý do đó em mới muốn đổi nghề. Thì bởi vì em ăn cái bộ gọi là cô thần quả tú đi chung như thế này á, thì có khả năng là mặc dù mình có người hợp tác chung, nhưng mà cuộc đời em, chính bản thân em vẫn phải bôn ba làm hết những cái này. À, thì coi như giống như mình đàn bà mình làm luôn những cái việc của đàn ông á. Cái kiểu này chị thấy trong cách của em. Nhưng riêng cái hạn năm sau nha, thì em về cung phụ mẫu là có thiên mã lộc tồn, có thiên quý. Xin lỗi, năm sau là năm nay nè, là năm 2020, tại vì cái lá số này là số canh tí rồi, thì mình cứ nói năm nay đi, là năm 2020 là em về cung phụ mẫu vô chính diện, có cô tang, có lộc, có quý, có thiên mã. Thì năm 2020 là một năm khá bận rộn, đứng vấn đề đi lại. Cái vấn đề có tiền thì làm thì thấy có tiền đó, làm được đó. Nhưng mà trong gia đình mình, nhất là cái người mà lớn tuổi, những cái người trưởng bối á, mình bôn ba về họ lắm, có khả năng là trong gia đình nó có những cái chuyện lo lắng nhiều hơn. À, thì chị không biết là nếu mà em muốn đổi nghề vào năm 2020 thì em có lo xõa hay không, tại vì gia đình nó cũng còn rất là nhiều cái lo lắng, và công việc thì em lại muốn phát triển nữa, thì cái này là do em. Nhưng mà nếu mà nói làm thì vẫn có tiền nha, nhưng mà gia đình thì vẫn có chuyện, cho nên mình phải vừa song song lo cho việc của mình và song song vẫn phải lo cho việc trong gia đình. À, thì mời mời bạn Phi. Tới mình nữa không okay. Các bạn yêu tử vi để trong cái lá số tử vi á, luôn luôn mình thấy đi qua tuần kiệt thì mình nghĩ là cực đúng không, nhưng mà bạn này có cái hay trong cái hay trong cái lá số tử vi á, là bạn này gặp tuần trước sau đó gặp kiệt sau, cái yếu tố tuần kiệt nó ảnh hưởng với người này khá là nhẹ, nên cái đại hạn người này á, thành công nhiều hơn. Càng về cuối cái cung tử tức này này thì cái tuần nó bắt đầu nó phát mạnh lên, thì cái người này sẽ rất là cực 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 ở cuối cái đại hạn này, chứ còn bắt đầu từ lúc khởi điểm từ năm 20 mấy á, thì là ít cực hơn vì tuần nên nên cái người này á bây giờ hiện tại là đang trong vị thế hết còn có khả năng được càng về sau là hơn tất cả đấy. Tại sao Nghe hình như không có được rõ nhưng lắm mà bạn Phi. Nghe nó hơi giật giật. nghe rõ đúng không? Ok, bây giờ nghe rõ hơn rồi. Ừ. Ok, thì khi mà về tới cái đại hạn kế tiếp cái kế tiếp á là rất là tốt, nhưng mà tại vì dính thiên không á thì mình nên chậm lại bước và tránh đầu tư lớn, nhưng mà cái thành công á là chắc chắn có ở đại hạn sau, vì quá nhiều các tinh ngộ về, nhất là tham ngộ hỏa chiếu về nữa thì phát phát mạnh lắm, tự tham phát rất là mạnh. Có thể là cái về cái đại vận mà 42 tới 51, còn riêng cái năm sau á thì anh thấy là Lưu Thái Tuế gặp Thái Tuế hay cung huynh đệ, vậy thì có thể là tháng 2 em sẽ có một chút phiền Nói lòng năm sau có nghĩa là vấn đề nói pháp năm lý canh và... tí nha, là năm 2020, nghĩa là năm nay á. À. đúng rồi đúng rồi đúng rồi Ừ. năm Canh Tý, Canh Tý tí. về gặp Thái Tuế ở cung Tý luôn, Ừ. người này tuổi Tý Đúng rồi. thì ý ý ý nói là năm 2020 á, mình đang 2020. Ừ đúng rồi. bạn bạn này chỉ hỏi năm 2020 thôi, Ừ. thì tháng 2 có thể là vấn đề pháp lý với là anh chị em có một chút pháp lý, tháng 4 thì phải lo cho bố mẹ một chút, Ừ.
Còn lại thì mình thấy đại đa số các tháng là khá tốt cho năm sau. Rồi còn cái phần của mình đó là chị muốn gửi anh em để trả lời để em yên tâm đó, là em hỏi là hồi đầu em làm về vấn đề gọi là xuất nhập khẩu mà mấy cái đồ snack rồi là chính xác là em có cái đó trong cái lá số của em luôn. Cái này nó phải gọi rằng là nghề nó chọn em chứ không phải là em chọn nghề. Thì khi mà chị nhìn vào cung quan của em á là em có thiên trù, có văn xương, văn khúc và tam hợp, có hóa khoa, hóa quyền, có song hao. Song hao nó là cái sự buôn bán không? Thiên trù nó là đồ ăn. Đó, khoa quyền lộc đây là những cái sự may mắn thuận lợi cho mình, xương khúc nó là cũng là chữ nghĩa, thiên hình đào hoa lưu hà tấu thư đó toàn là bút viết hết. Thì những cái ngành mà em nói, ví dụ như giờ em làm về xuất nhập khẩu về về giấy giấy bút hay là bưu thiếp hoặc là em làm về đồ ăn vặt cũng được luôn, tất cả cái đó đều nằm trong đó hết. Và em có thể nhìn thêm một cái hướng nữa là nếu mà sau này có muốn phát triển em thử tìm cái mà giống như là một cái món hàng gì mình bán cho người ta mà trong đó có tính hưởng thụ, tại vì ở đây em có bộ tử vi tham lang rồi có đào hoa nữa, là có khả năng là em làm cũng có về thẩm mỹ cho người phụ nữ cũng được nữa, cũng rất là hay đó. Thì em thử cái đó nha. Thì ngoài những cái mà em nói ra em có khiếu em làm được thấy trong lá số của em, chị cho thêm ý là có thể coi về phần thẩm mỹ là một, những cái vấn đề mà buôn bán mà về cho vấn đề dùng tiêu dùng cho người nữ giới á, thì cũng rất là hay đó, là em có những cái đó nó làm rất là tốt rồi. Bạn Phi còn ý gì nữa Không. không? Ok, là năm năm 2020. Ok rồi, chào em, chúc em mọi điều thuận lợi.